Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Duy Khả đây. Chúc tất cả mọi người một ngày mới học tập và làm việc vui vẻ nha. Hôm nay thì anh em mình sẽ trải chiếu ngay chỗ cái đoạn suối này và làm vài món nhậu nướng cho vui nha anh em. Anh em cùng theo thử anh em mình sẽ như thế nào nha. Đưa đồ xuống chỗ này. Chồng vô cá cho sạch. Nào. Anh đi chặt cây coi gì biết. Dọn thôi. Hai đứa nào xuống ơi, xíu nữa ba còn nắng lắm, xíu nữa giờ nắng. Xin vô ngọc anh giờ nắng lắm. Giờ ba sợ vậy anh? Mình mới nướng bỏ qua. Không lấy gì thằng nướng qua cái đây. Kẹp nướng nữa đấy. À, đi rửa cái đèo. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ ra suối mình rửa mấy cái quả chuối leo đã anh em. Rồi tí nữa có cái mà chấm muối cho ngon. Suối luôn rồi. Này nước chảy thì nó sạch thôi, không có dơ được đâu. Và bây giờ thì anh em mình sẽ xiên mấy cái miếng thịt heo này vào cái que, tí nữa nướng cho nó dở nha anh em. Và mấy con cá rô nữa. Anh em cùng theo dõi thử nha. Dạ nhưng mà dạ. A few minutes later. Bây giờ thì đến công đoạn anh em mình bỏ lửa nha anh em. Bỏ ba cục đá và tạo nên một cái bếp lửa nhân tạo thiên nhiên thôi. Và anh em đang đi lên trên núi lấy mấy cái cục than thôi. Sau một khoảng thời gian thì cũng đã có lửa rồi nè. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu nướng những cái xiên que thôi. Gần chín rồi kìa, để dài quá rồi dành nó tù ăn đúng không? Mình chấm sẵn cái lỗ coi những cục nó có ngã ra chắc à, chứ nó ngã trên tay nữa nào bị bại luôn lốp xe nào lần xíu nữa Hảo cám chưa vô cái đầu hết rồi. Nó ăn bỏ à?
chịu khó chở đi. Mình làm biết. À, có cái rổ này vô rồi em. Đủ cái rổ hay gì bình đâu. Bình thịt đi. Bình thịt chín đi. Thì chút dĩa. À dĩa này. Tính ra bữa nay là được là chín. Sáng là cá rồi chín chút luôn rồi. Lần ra thử nó chín chưa rồi. Thịt chín này đều thùi. What the hell. Quên giá khe hết rồi. Chín nha. Cá là nó muốn chín rồi mà. Rút da nó giòn bọng luôn rồi. Ủa người ta muốn miếng miếng thịt lạc, thịt lạc ấy. Ok anh em, trong khi chờ cá nướng thì anh em mình ăn trước cá nấu lẩu đã. Cá này cũng đã luộc chín rồi, bây giờ anh em mình quất thôi. Mời anh em nha. Chúng hai bỏ ở đây nè. Bỏ bên nãy vậy? Bỏ bên nãy, bỏ nãy tô, bỏ tô bên nãy, bỏ tô nó. Không. Rồi cháy cháy quá. Quá quá. Nghiên cứu chờ chờ lại dòng này thành chờ hết đi em, chỗ này là lâu rồi. Ừ, cá y ba vậy bạn. Cá rô. Này, sụp nữa là nó chín rồi, nướng nữa ổng cháy luôn. Ba ba ba. Nào nó rớt anh. Cái nào rớt? Cái nào rớt là chín rồi. Cô đây anh, đúng không? À, hồi chín rồi nè. Lên dao. Cá này nó cứ khô ra mà không thấy chín này. Cô đây con sắp xíu rồi giờ chín. Chính là đục nó chơi nên muốn cháy mình kia luôn rồi. Kéo luôn mà. Ủa thật là phải lựng. Kéo này không dùng tay à. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay của anh. Không dùng tay. Phải gọi là mấy lợt. Đã đủ. Nhớ ngon. Đủ, miếng mai chảy ngon rồi. Ôi, biến ơi. Nóng. Để đây. Bước lại. Bước lại. Ok và mời anh em làm vài miếng ba chỉ cho anh em ơi, rất là giòn. Làm miếng ba chỉ quá. Ok, mời anh em này, vô anh em ơi. Ok anh em và bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây và anh em mình sẽ xử hết mấy cái món ăn bên trên, vẫn còn vài xiên que nữa. Mà anh em cảm thấy clip của mình hay và thú vị nhớ đỡ lại cho mình một like, một share ủng hộ video mình nha anh em. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký, ấn vào quả chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, hẹn anh em ở những video sau. Bye bye mọi người.